Rồi, nếu bạn nào đang dùng Facebook, các bạn muốn tắt cái nút thêm bạn bè đi và bật cái nút theo dõi lên thì xem hết video này của mình ha. Rồi, trước khi mà mình cài đặt thì mình sẽ kiểm tra trước ngay các bạn. Các bạn sẽ vào Facebook nè. Rồi, các bạn sẽ ấn vào biểu tượng trang cá nhân ở góc tay trái. Tiếp tục các bạn chọn vào chỗ ba chấm. Ở đây các bạn chọn chế độ xem nè. Nó, đây là cái giao diện khi mà người lạ vào trang cá nhân của mình, nó sẽ xuất hiện chữ thêm bạn bè. Bây giờ mình sẽ tắt nó đi và nó sẽ hiện cái chữ theo dõi ha. Các bạn ấn vào mũi tên lùi lại. Tiếp tục lùi lại. Lùi lại. Rồi, bây giờ các bạn sẽ ấn vào chỗ ba gạch cùng cái biểu tượng trang cá nhân nằm ở góc tay phải phía dưới nha các bạn. Rồi, ở đây các bạn sẽ chọn cho mình là cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp tục các bạn sẽ chọn là cài đặt. Ở đây thì các bạn tìm cho mình cái phần là cách mọi người tìm và liên hệ với bạn. Ở cái phần ai có thể gửi cho bạn lời mời kết bạn, các bạn thấy chữ mọi người nè, các bạn ấn vào. Rồi, ở đây các bạn chọn là bạn của bạn bè. Rồi, vậy là xong hết các bạn. Bây giờ mình sẽ lùi trở lại để mình kiểm tra. Lùi lại, lùi lại. Tiếp tục ấn lùi lại. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn vào biểu tượng trang cá nhân ở góc tay trái. Rồi tiếp tục vào chỗ ba chấm. Mình sẽ chọn là chế độ xem. Rồi, bây giờ cái chữ thêm bạn bè đã mất rồi. Rồi, tiếp theo là làm cho nó xuất hiện cái chữ theo dõi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào lại từ đầu để các bạn dễ hiểu. Rồi, các bạn chọn Facebook nè. Ở đây thì các bạn ấn vào cái góc tay phải màn hình phía dưới các bạn, chỗ có ba gạch và hình trang cá nhân nè. Ấn vào. Rồi, tiếp tục các bạn chọn là cài đặt và quyền riêng tư. Ở đây các bạn chọn cài đặt. Rồi, ở phần cài đặt này thì các bạn tìm dùm mình cái chỗ là người theo dõi và nội dung công khai. Các bạn ấn vào. Tiếp tục ai có thể theo dõi tôi. Các bạn ấn ở phía góc bên chữ bạn bè nè. Ấn vào. Rồi, các bạn sẽ chọn là công khai. Đó, như vậy là xong hết các bạn. Bây giờ mình sẽ trở lại và mình kiểm tra ha. Trở lại, trở lại. Rồi tiếp tục ấn trở lại. Các bạn sẽ ấn vào biểu tượng trang cá nhân ở góc tay trái nè. Rồi các bạn chèo vào chỗ ba chấm. Các bạn sẽ chọn là chế độ xem. Nó, bây giờ nó đã xuất hiện cái chữ theo dõi hết các bạn. Rồi, rất là đơn giản luôn nha. Vừa rồi thì mình chia sẻ cho các bạn cách tắt nút thêm bạn bè và bật nút theo dõi lên. Nếu thấy hay thì chia sẻ cho bạn bè cùng biết ha. Và nếu thấy video hữu ích thì cho xin một like, một đăng ký và bật thông báo để khi mình có video mới YouTube nó thông báo cho các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.